Đây. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ vẫn đang có mặt tại đất nước Ấn Độ. Và trong video clip ngày hôm nay thì Bùi Hồ sẽ chia sẻ câu chuyện cho cô bác quý anh chị về Ấn Độ, đó là sự phân chia giai cấp. Ở Ấn Độ thì sự phân chia giai cấp giàu nghèo khá là gọn gàng. Nhưng nếu như ở tầng lớp Bà La Môn là tầng lớp cao nhất, là những giai cấp thượng đẳng, thì có một cái tầng lớp thấp nhất trong xã hội Ấn Độ là những người làm việc công việc bốc vác cũng như là những cái cánh tài xế. Bùi Hồ đi một cái chuyến xe để dạo quanh cái đất nước Ấn Độ thì Bùi Hồ nhận thấy những cái anh tài xế thì sẽ không dùng chung cơm cũng như là không ngủ chung với những người khách. Và câu chuyện đó thì được Bùi Hồ sẽ chia sẻ trong video clip ngày hôm nay cho cô bác quý anh chị rõ hơn ha. Bùi Hồ di chuyển ở Ấn Độ cùng với các anh em. Có một điều khá là lạ, nếu như các ta cánh tài xế ở Việt Nam được cưng như trứng hứng như hoa, thì đối với những tài xế và những lơ xe ở Ấn Độ cực kỳ khổ cực luôn cô bác quý anh chị. Họ phải ăn ngủ ở trên xe, những ở dưới cái gầm xe này nè, họ phải ăn ngủ dưới gầm xe, và cơm đó thì được đem ra họ ăn ở trên xe luôn. Họ sẽ không được vô khách sạn và họ sẽ không ăn chung với những khách đi cùng tour. Và đối với người dân Ấn Độ thì những cái cánh tài xế là những người phải nói là những chịu khá là thiệt thòi cô bác quý anh chị. Phía trước mặt của Bùi Hồ đó là một anh lơ xe để đưa Bùi Hồ cùng với các anh em đi vòng vòng. Và anh lơ xe này với anh tài xế thì tối sẽ ăn ngủ ở trên cái chiếc xe, chứ không có một cái giường riêng cũng như không có tiền tiếp từ những cái khu vực bán vé hoặc là những cái quán ăn như ở Việt Nam đó cô bác quý anh chị. Và điển hình rõ nhất thì mời cô bác quý anh chị cùng tiếp tục qua đây với Bùi Hồ coi các anh tài xế sẽ ngủ như thế nào. Ok, dạ. You go with me. I am tea. Chai. Chà. Yeah, driver chai. Yeah. Driver chai. Đây là một cái chiếc xe đi tour. Và đây là cái cách ăn ngủ của các anh tài xế. Nhìn chúng ta không nghĩ rằng đây là những cái anh tài xế đang ngồi nghỉ ngơi đâu. Ngay tại Ấn Độ, tại vì ở đây sự phân biệt giai cấp nó khá là rõ ràng. Nếu như anh sinh ra làm nghề tài xế thì mãi mãi sẽ làm tài xế, không được làm một cái nghề khác, hoặc là làm nghề hút ghét, hoặc là làm nghề gì đó khác nè. Hello. Hello, how are you? How are you? Xin chào Việt Nam. Xin chào, no Việt Nam. No Việt Nam. Còn đây là một cái anh tài xế xe tải này của bác anh chị. Nhìn nằm rất là, phải nói mình Bùi Hồ phải nói là lần đầu tiên mà thấy được cái cảnh này nè. Hình như là chiếc xe này đang chở các vị khách người ở Bà La Môn. Bà La Môn là một trong những cái giai cấp thượng đẳng ở trong cái đất nước Ấn Độ. Chỉ cần một cái miếng bạc trải nằm nghỉ thôi, không có được vô trong nghỉ. Trước đây thì Bùi Hồ khi đi qua châu Phi thì cũng gặp một cái hình ảnh giống như vậy. Nhưng mà đối với Ấn Độ thì ngày hôm nay lại gặp một cái hình ảnh cực kỳ hiếm thấy như thế này. Là cả cánh tài xế đó. Ở Việt Nam thì tài xế phải nói là làm nghề tài xế cũng phải nói rất là sướng cô bác anh chị. Vì biết đâu đó thì những người tài xế là những người đem lại sự an toàn cho du khách, cho tất cả mọi người ngồi trên xe. Tuy nhiên đối với Ấn Độ thì tài xế chỉ được ăn ngủ trên xe, không được vô khách sạn, không được ăn cùng chung với khách, và không được ăn đồ thức ăn ngon như ở Việt Nam đâu. Đây là một cái tài xế dịch vụ tour chở các người Bà La Môn đó. Họ phân biệt giai cấp khá là rõ ràng. Hello.
ở một cái chiếc xe chở một cái đoàn tham quan ở Ấn. Những người mặc áo cam đó là những người Bà La Môn theo đạo Hindu á cô bác anh chị. Cũng tiếp tục nói về ẩm thực Ấn Độ. Ấn Độ thì phải nói cô bác anh chị biết ẩm thực của họ rồi. Ấn Độ số 1 thì không ai là số 2. Ragi. Kya? Ragi. Photo khich raha hai. Photo khich raha hai. Yeah. Đây là một cái món bánh khá là phổ biến ngay tại Ấn Độ luôn. Tiếp tục đi đây cô bác anh chị. Không biết là một cái lễ hội gì của những người Bà La Môn á. Hôm nay những cái chiếc xe treo một cái màu, một màu cam khá là đặc sắc luôn. Hello. Yeah. Zakality. Zakality. Yeah. Đây là một loại bánh nướng có tên là Zakality. Khoai tây. Đối với đường phố Ấn Độ thì những cái món ăn vỉa hè này giá cũng rất là bình dân cô bác anh chị, giá khoảng tầm 3 đến 5 ngàn đồng tiền Việt Nam, có nghĩa là khoảng tầm 10 rupee đến 20 rupee thôi. 10 rupee thì khoảng 2.800 Việt Nam đồng ở thời điểm hiện tại ở lúc Bùi Hồ đang quay clip ha. Samjhega wo maine kar raha hu bas shuru karwa de jata quality hotel.
Okay, it's in. No. No. Đây là giống như một loại nước súp vậy. À, ngắm vô lại. Okay. You guys, eating. Well, wait. Chúng ta thấy cái tay gùi nhộng rất là nhiều luôn. Quả ăn rất là ngon lành. Mình sẽ không đánh giá về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Đôi khi bao tử có đường ruột của họ quen thì họ ăn được. Như bùi hồ thì đường ruột không quen với những cái thực phẩm như thế này. Ăn thì mình sẽ bị chột dạ ngay. Bánh này là một loại bánh được trộn từ giống như bột khoai tây, và sau đó thì họ sẽ trộn lên và sẽ thêm với một nước súp bán để bán cho thực khách. Ok. Mình sẽ mời anh em một cái anh ăn cho cô bác anh chị. Thơm anh money. Thêm vô bình. Một cái bánh như thế này là chỉ có giá là 3-4 ngàn gì tiền Việt Nam thôi, có 3 ngàn tiền Việt Nam. Ok. Yeah. Chắc có lẽ là bánh này là bao no hay sao ạ? Đây là một cái tờ 20 rupee Việt Nam, 20 rupee Ấn Độ, và nó khoảng tương ứng với khoảng là 6 ngàn tiền Việt Nam. Ok. Mình sẽ mời anh này ăn một cái. Mình thì không dám ăn.
Good. 5 cái là 20 rupi. Thì mình anh này sẽ thối cho mình lại 10 10 rupi. 10 rupi. Yes. Cái đây là 10 rupi nè cô bác anh chị. Này ăn là no thôi. Dạ. Dạ. Ok. Ba lăm bốn, dạ, ba lăm bốn, ba lăm bốn, lít tỷ, lít tỷ. Đây là các loại mầm đậu của Ấn. Anh này anh kêu mình vô đây ngồi đợi. Hello. Thật ra thì mình cũng không dám thưởng thức những cái ẩm thực bên đây. Bên đây gùi nhộng rất là nhiều luôn. Chắc có lẽ là các bạn như là cô bác của anh chị có để ý rằng là khi mà bán những cái món hàng này là chủ yếu là những người thanh niên, những người đàn ông ra bán thôi. Quá anh em. Lít tì. Lít tì. Go chút. No. À, đây là một loại bánh có tên là lít tì. Litty. Yeah. Và anh ăn sẽ chấm kèm với lại cà ri. Có vẻ như là khá là ngon lành. How much money ruby? 30 ruby. 30 ruby. Là 30 ruby. Hai cái bánh này là 30 ruby thì nó khoảng tương ứng với lại khoảng 15.000 tiền Việt Nam. Giá rất là hời đúng không cô bác anh chị, rất là rẻ. Tuy nhiên thì mình cũng không dám thưởng thức cái bánh này nhiều chỗ lắm.
Ăn thì phải cầm với một cái tay phải ha. Bus. Đây là một loại bánh bột chiên, sau đó thì sẽ chấm lên với cà ri. Bánh này thì giống như là ở Việt Nam nó giống như những cái bánh tiêu á, mà ăn kèm với bánh bò ở cô bác anh chị. Đó thì nó giống giống như vậy. Và cái vị nó không biết như thế nào. Đó là bột và chấm với cà ri. Cà ri ở đây thì nó có sẽ có một cái vị nặng hơn so với cà ri ở Việt Nam khá là nhiều. Một số người ta nói là đi ngang người Ấn Độ thì cũng sẽ nghe được cái mùi cà ri. Tại vì đối với người Ấn thì họ rất là thích ăn cái món cà ri. Good. Lúc nãy thì mình nhìn thấy mấy cái anh người Bà Lâu Môn ăn thì anh này anh chảy nước miếng luôn. Và hình như là anh rất là thèm luôn á. Ở Ấn thì phân biệt giai cấp rõ ràng đến như thế này của bác quý chị. Anh là cánh tài xế, anh là lơ xe thì anh sẽ ngồi chung với cái tài xế lơ xe. Anh sẽ không được ngồi chung bàn với một người khác. Nó phân biệt đẳng cấp đến như vậy đó cô bác anh chị. Okay, finish. Yeah. Yes. Okay. 30 rupees. Và bây giờ thì mình sẽ mời anh này ăn. Okay. Yes. Và như vậy là Bùi Hồ đã chia sẻ cho cô bác quý anh chị về những người làm nghề tài xế ngay tại Ấn Độ, cuộc sống của họ ra sao và những cái món ăn đường phố Ấn Độ. Nếu như mà các bạn chưa qua Ấn thì các bạn sẽ chưa cảm nhận được những cái món ăn đường phố nó sẽ như thế nào. Rất mong video clip này sẽ mang cho cô bác quý anh chị nhiều trải nghiệm hơn về ẩm thực đường phố Ấn Độ và cánh tài xế. Xin chào.